Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 16 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vì sao Nguyễn Phú Trọng lại phải báo cáo với ông Tập Cảnh Bình. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là mối quan hệ bất bình đẳng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban cho Đảng Cộng sản Việt Nam 16 chữ vàng, 4 tốt. Đó chính là vòng kim cô buộc Đảng Cộng sản Việt Nam không thể tách rời quỹ đạo của Trung Quốc. Quan hệ bình đẳng người ta gọi là đối tác, quan hệ bất bình đẳng là kiểu quan hệ chủ tớ, hoặc bằng ngôn ngữ mỹ miều hơn thì đó là tình hữu nghị anh em. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là mối quan hệ bất bình đẳng theo kiểu như thế. Trước đây, khi Tổng Bí thư nào trúng cử cũng phải sang Trung Quốc. Ông Nông Đức Mạnh có 2 chuyến thăm Trung Quốc, còn ông Nguyễn Phú Trọng cho đến nay đã có 3 chuyến sang thăm Trung Quốc. Mối quan hệ giữa Trung Quốc Việt Nam nó bất bình đẳng như vậy. Đây là hình ảnh Việt Nam và Trung Quốc dưới thời Đảng Cộng sản cầm quyền chưa bao giờ có bình đẳng. Thực ra trong những chuyến viếng thăm đấy cũng là chuyến báo cáo kết quả thắng lợi của Đại hội Đảng mà kèm theo là ký kết những văn kiện bí mật chỉ có 2 đảng biết với nhau, người dân không hề hay biết. Thời ông Nguyễn Phú Trọng, ông đã ký với phía Trung Quốc tới 27 văn kiện bí mật và ông Trọng cũng có 3 chuyến đi. Vì vậy, sau kỳ họp Quốc hội cuối cùng của khóa 14 thì Việt Nam sẽ kiện toàn nhân sự. Nếu giả sử như Bắc Kinh có thể thọc tay vào Bộ Chính trị thì rõ ràng họ rất cần với Việt Nam báo cáo với họ. Họ ở thế chủ hay còn gọi là thế đàn anh thì được hưởng sự trọng thị từ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 diễn ra từ ngày 25 tháng 1 cho đến ngày 1 tháng 2 năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. 4 vị trí chủ chốt mà Việt Nam hay gọi là tứ trụ của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 đã được chính thức thông qua, bao gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Hôm 12 tháng 4 năm 2021, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cộng sản Việt Nam họ rất khôn. Trước khi thông báo cho Đảng Cộng sản Trung Quốc thì họ đã thông báo cho Đảng Cộng sản Lào là nước nhỏ để tránh tiếng là nhiều người Mỹ Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc, là đàn em của Trung Quốc. Và đây là điều từ trước đến nay Đảng Cộng sản luôn tìm cách che giấu. Mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có từ trước. Tại hội nghị, ông Lê Hoài Trung thông báo những nét khái quát về kết quả đại hội lần thứ 13 và những nội dung chính của văn kiện đại hội lần thứ 13 trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị, đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam và các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tới với phía Trung Quốc. Việt Nam thì ngày càng có quan hệ sâu rộng với Trung Quốc trong hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế và chính trị từ những năm đầu thế kỷ 20-21. Cả hai nước đều được lãnh đạo bởi chế độ Cộng sản Việt Nam và quan hệ mật thiết theo kiểu môi hở răng lạnh. Vào năm 1991, hai nước Việt Nam và Trung Quốc cũng tuyên bố bình thường hóa quan hệ. Lãnh đạo Trung Quốc đưa ra 16 chữ vàng xác định đường hướng phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ mới là sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan. Nghĩa là sông, núi gắn liền, cùng chung lý tưởng, hòa nhập văn hóa, có chung định mệnh. Được diễn dịch là láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Bên cạnh đó là khẩu hiệu 4 tốt gồm láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt. Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo kết quả Đại hội lần thứ 13 tới Đảng Cộng sản Trung Quốc vào mùng 1 tháng 4 năm 2021, Việt Nam đã thực hiện việc tương tự đến Đảng Cộng sản Nhân dân Lào cũng qua quá trình hình thức hội nghị trực tuyến như vậy. Đây là hình ảnh mối quan hệ môi hở răng lạnh do ông Hồ Chí Minh đặt nền tảng từ trước đây rất lâu với phía Trung Quốc. Về mặt chính trị thì có vẻ như ít mối quan hệ, nhưng về mặt kinh tế thì Việt Nam ngày một phụ thuộc vào Trung Quốc một cách nghiêm trọng. Không biết năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng đã ký với ông Tập Cảnh Bình 27 văn kiện bí mật gì, mà cho tới nay nền kinh tế Việt Nam không những không đứng độc lập mà ngày càng trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc. Cần phải tạo mối quan hệ bình đẳng với phía Trung Quốc, đây là đòi hỏi của dư luận xã hội.
hầu hết có mối quan hệ cấp nhà nước không bị điều khiển bởi ý thức đảng thì có quan hệ bình đẳng. Ở Việt Nam không được như vậy. Nếu để ý về lĩnh vực kinh tế, người ta sẽ thấy Việt Nam không thể nào tách rời khỏi quỹ đạo của Trung Quốc cho được. Sự đồng hành của nhà thầu Trung Quốc trên đất nước Việt Nam nói lên tất cả điều đó. Dù cho Đảng Cộng sản có khéo cỡ nào thì cũng không thể nào giấu được thái độ của họ qua các dự án kinh tế làm ăn với phía Trung Quốc. Cũng chẳng cần nói đâu xa, riêng vụ án gang thép Thái Nguyên đang đưa ra xét xử có liên quan đến hàng loạt quan chức Việt Nam đã nổi lên một điều. Từ quyết định của ông cựu Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho đến các lãnh đạo doanh nghiệp cấp dưới đều làm lợi cho nhà thầu MCC của Trung Quốc rất rõ ràng. Đó là điều hết sức mờ ám mà cho dù những năm gần đây trên mặt trận ngoại giao, ông Nguyễn Phú Trọng cố gắng thể hiện không phụ thuộc vào Trung Quốc. Hay như dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đầy tai tiếng, phía Việt Nam dường như đã nhượng bộ nhà thầu Trung Quốc một cách hết sức khó hiểu, hết lần này đến lần khác và cho đến bây giờ vẫn không hoàn thành nổi công trình. Và thực tế 90% các gói thầu EPC đã được ưu tiên vào tay nhà thầu Trung Quốc cũng là hành động rất đáng ngờ của Đảng Cộng sản Việt Nam mà người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu giả sử như giữa nhà nước Việt Nam và nhà nước Trung Quốc không có kiểu quan hệ anh em bất bình đẳng thì những trò lộng hành của các nhà thầu Trung Quốc ở Việt Nam có diễn ra hay không, hay phía sau là những khoản loại cả rất lớn cho các quan chức Việt Nam được hưởng. Đây là hình ảnh bất thường của mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nếu Việt Nam là nước dân chủ thì sẽ không có kiểu quan hệ bất bình đẳng như vậy, bởi lúc đó chính phủ sẽ làm việc theo ý của dân chứ không theo ý đảng. Mối quan hệ anh em mà Việt Nam đang vướng phải hiện nay cũng bởi từ độc đảng mà ra. Việt Nam là có một vị trí hết sức chiến lược và Trung Quốc rất thèm muốn, đó là điều không thể phủ nhận. Và nếu là quốc gia mà nhân dân có quyền lực thì không ai muốn đất nước mình lại thân thiết với Trung Quốc một cách bất bình đẳng và bất thường như vậy. Ngay cả người Đài Loan, họ cũng có nguồn gốc là người Hoa, họ không thích chính quyền Bắc Kinh thì nói gì đến Việt Nam. Có lẽ cũng vì chủ nghĩa Mác Lênin mà Việt Nam đã phụ thuộc sâu vào Trung Quốc, vì Mác Lênin mà Trung Quốc đã sản sinh ra mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa mang đậm màu sắc Trung Quốc. Cũng chính sợi dây Mác Lênin mà Việt Nam nhập khẩu mô hình kinh tế đầy tính mâu thuẫn vào Việt Nam. Đồng điệu với mô hình chính trị, đồng điệu với mô hình kinh tế, hai điểm này đã gắn chặt Việt Nam và Trung Quốc không thể dứt ra được. Và lợi dụng mô hình chính trị tương đồng, mô hình kinh tế tương thích như vậy mà các nhà thầu Trung Quốc sau khi trúng thầu ở Việt Nam không chỉ đem theo các chuyên gia mà còn đưa rất nhiều lao động phổ thông sang, mặc dù luật Việt Nam không cho phép sử dụng lao động phổ thông là người nước ngoài. Tại Hải Phòng, Quảng Ninh, đi kèm vào nhà máy nhiệt điện do nhà thầu Trung Quốc đảm nhận là hàng trăm công nhân Trung Quốc đổ về. Cứ thế, xung quanh nhà máy những phố tàu đã xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống của người dân địa phương. Đã không có biện pháp ngăn chặn hoặc giảm bớt làn sóng ồ ạt lao động Trung Quốc đưa vào, có nơi còn xây thành phố dành riêng cho người Hoa. Một hiện tượng khác cũng đáng lo ngại không kém là việc các lái buôn Trung Quốc gần đây đã đẩy mạnh hơn nữa việc thu gom nông sản của Việt Nam, thậm chí vào tận vườn của nông dân để mua. Điều này không hẳn là có lợi cho nông dân, mà trái lại, các lái buôn Trung Quốc có đẩy mưu mẹo, để lúc thì đẩy giá lên thật cao, lúc thì ép giá xuống thật thấp. Đây là hình ảnh ông Hoàng Trung Hải bắt tay với đối tác Trung Quốc và sẽ không bao giờ có sự bình đẳng nào trong quan hệ với Trung Quốc từ Việt Nam. Hiện tượng này đã gây thiệt hại lâu dài cho nông dân Việt Nam khi bị mua ép như vậy và cho ngành xuất khẩu nông sản nói chung của Việt Nam. Ngoài ra, nó còn gián tiếp làm giá lương thực, thực phẩm cũng như các mặt hàng thiết yếu trong nước tăng lên chóng mặt, khiến đời sống người dân nghèo càng thêm khốn đốn. Điều đáng nói là hiện tượng nói trên đã kéo dài từ nhiều năm qua, chứ chẳng phải mới mẻ gì. Cũng vì Mác Lênin mà lợi ích quốc gia không được Đảng Cộng sản đặt lên hàng đầu, mà mới chỉ quan tâm đến lợi ích của một nhóm. Đó là lý do mà cho đến bây giờ Việt Nam không những không tách ra mà còn phụ thuộc sâu hơn vào quốc gia đông dân nhất thế giới này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 16 tháng 4 năm 2021 với bản tin Vì sao Nguyễn Phú Trọng lại phải
báo cáo với Tập Cận Bình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.